Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chữa cái bài thi GPT đợt tháng 7 vừa rồi luôn, năm 2022. Bài này là dạng bài trung văn, thì nếu như mà đánh giá chủ quan của mình thì nó cũng không khó mà nó cũng chẳng có dễ. Tuy nhiên thì trong cái kỳ thi lần này mình có trực tiếp đi thi nên có một số các cái kinh nghiệm có thể chia sẻ cho mọi người về cái suy nghĩ, cái cảm xúc và cái lúc mà mình làm đề ấy, thì nó có một cái áp lực thời gian khi mà vào thực tế phòng thi nó như thế nào và cái cách mà mình đã xử lý nó ra sao để cùng chia sẻ với các bạn. Mong rằng là cái việc phân tích này nó không chỉ đơn thuần là về việc phân tích cái bài mà nó còn là phân tích một chút các cái kinh nghiệm của bản thân để giúp cho các bạn phần nào gọi là học được từ đó và tự mình đúc rút kinh nghiệm cho bản thân nhé. Thì trước khi làm cái bài này, các bạn cũng nhớ là thử làm qua, đọc qua và check cái phần đáp án sau khi mà đã thử mình chọn xem nó như thế nào nha. Việc đầu tiên khi mà làm một cái bài chung hay là bài dài thì nhất quyết là chúng ta sẽ phải đọc cái phần câu hỏi rồi. Thì chúng ta sẽ cùng đọc cái phần câu hỏi ở đây là Hisa ni totte animation wo tsukuru sagyo to wa dono yona mono ka, là cái việc tạo cái công việc mà tạo ra các cái animation đấy nó là một cái công việc như thế nào hoặc là nó một cái thứ như thế nào theo cái suy nghĩ của tác giả. Thì khi mà đọc câu hỏi thì là mình sẽ gạch chân vào cái animation wo tsukuru sagyo, là cái việc mà tạo ra các animation, là cái hint để mình tìm xem là trong cái bài này cái đoạn nào người ta nói về cái công việc này thì là mình sẽ focus vào đó. Thì quay trở lại mình sẽ phân tích cái bài đọc này nhá. これまで随分たくさんアニメーションを作ってきましたが、しかしなかなか未だにうまくアニメーションを作るのは難しく大変です。Là mặc dù đúng không? Từ trước cho đến nay hay còn gọi là ngày xưa ấy thì là tôi đã từng tsukutte kimashita ga, là từ trước cho đến giờ hoặc là ngày trước thì tôi đã từng làm khá là nhiều các cái animation khác nhau. Tuy nhiên thì là cái việc mà tạo ra các cái animation một cách rất là hoàn hảo hoặc là một cách rất là ưma cự, một cách rất là tốt đẹp ấy, thì ima đà ní ở đây là đến tận bây giờ thì nó vẫn còn là naka naka, nó vẫn còn là một cái thứ rất là muzukashiku và rất là tai hen desu. Itsumo do tsukuttara yoi no ka, tsukuri hajimete kara mo tomarotte shimau no desu. Thì mình thấy cái từ no desu ở đây là giải thích cho cái câu đằng trước rồi, là lý do tại sao mà cái việc tạo cái animation đấy nó là một cái việc rất là khó và rất là vất vả đối với tôi ngay cả đến cái thời điểm hiện tại. Bởi vì rằng là itsumo luôn luôn là tôi làm sao tôi sẽ rất là tomado teshimau, tôi rất là phân vân ngay cả khi mà bắt đầu tạo một cái animation không biết là đúng không, do tsukutara yoi no ka, không biết là nên làm như thế nào thì cho tốt. Thì đọc hai câu này mình đã thấy cái animation của tsukuru no wa này rồi đúng không? Thì cái câu hỏi của mình ở đây đang là do no yona monoka, thì là tạm thời mình hình dung image trong đầu thì sẽ thấy rằng là nó rất là khó và vất vả, và vì là mình không biết là nên làm thế nào cho tốt. Shikashi thì thấy shikashi ở đây là mình sẽ phải focus và gạch chân vào đầu tiên khi mà mình đọc. Mình sẽ thấy rằng là cái câu đằng trước này nó nói rằng là muzukashi cự rồi tai hên đấy, nó cũng là một ý, nhưng mà cái quan trọng hơn nó đang nằm ở cái shikashi này này. Đó là gì ạ? Sukoshi zutsu katachi ni natte kuru to futsu futsu to tanoshiku natte kuru no desu. Tuy nhiên thì khi mà cái animation của mình nhá, chủ của mình ở đây nó vẫn nói về animation, là khi mà cái animation đấy nó thành hình ấy, Scosi rất sự là từng chút một nó trở thành một cái hình dạng cụ thể ấy. Thì tanoshiku natte kuru no desu, thì là tôi cảm thấy kiểu rất là vui đúng không, kiểu futsu futsu to ở đây nó đang giải thích là kokoro no naka kara waite kuru yoni, là cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, kiểu rất là phấp phới rồi hí hửng rồi hân hoan ở trong lòng ấy. Thì no desu ở đây là mặc dù là rất là vất vả đúng không, tuy nhiên thì khi mà cái animation của mình nó thành hình ấy thì là mình cảm thấy rất là vui. そして、出来上がってきたイメージと自分の頭の中のイメージとの一致と、それを近づけたり遠ざけたりするために、たくさんの作業を積み重ねて、最後にはどこかで諦めをつけて終わりにします。Thì mình thấy so state là và rồi, vậy là mình sẽ hiểu là tuy nhiên cái nọ cái kia này, và
thế nọ thế kia đúng không? Có là cái shikashi này nó bao gồm hai ý. Một là mình đang cảm thấy rất là vui khi mà cái animation của mình nó thành hình, và cái gì, và cái imeji tố này cộng với lại tố nô, như vậy là mình sẽ nhìn thấy A và B. Tiếp đến là ichi tố là hoàn toàn, làm sao gần như là làm sao dư lệ, dư lệ ở đây là hoàn toàn gọi là khác biệt, gọi là lệch hẳn đi. Rồi tozakeru ở đây nó là kiểu hoàn toàn xa vời, rồi khác xa với những cái gì mà mình nghĩ ấy, đúng không? Hay còn gọi là cái A và cái B này nó hoàn toàn gọi là xa, khác xa nhau, và nó gần như là hoàn toàn gọi là tách biệt nhau. Thì tame ni ở đây là vì nguyên nhân là, đúng không? Bởi vì rằng là A, B như thế nên là takusan no sagyo o tsumi kasanete, là liên tục làm rất là nhiều các cái công việc, các cái thao tác khác nhau để mà cuối cùng xem là sẽ owari ni shimasu. Owari ni shimasu ở đây là miêu tả cái gì nhỉ? Cái ý kiến chủ quan của mình, hay là cái hành động của mình, quyết định làm cái gì đó, chọn lựa cái gì đó. Nani nani ni shiru là mình sẽ chọn cái việc đó, mình quyết định là mình thực hiện cái đó. Thì là mình sẽ hiểu là quyết định là chọn, là kết thúc, hoặc là sẽ dừng lại ở đâu đó. Thì mình sẽ dịch cả cái câu này là gì ạ? Và do, đúng không? Do là cái hình ảnh mà cái image là cái hình ảnh hình dung mà mình đã tạo nên. Dikigagatta ở đây là mình đã hoàn thành cái tác phẩm đó ấy, là cái hình ảnh mà mình đã hoàn thành nên cái animation đấy, và cái hình ảnh mà ở bên trong đầu mình nghĩ ra ấy, thì nó gần như là làm sao hoàn toàn là gọi là khác biệt này, cũng như là hoàn toàn tách biệt, xa rời khỏi nhau. Chính vì vậy cho nên là tôi đã làm sao tiến hành liên tục làm rất là nhiều các cái việc khác nhau, và cuối cùng thì đã làm sao đã doko cả de akirameo tsukete, là đã quyết định là sẽ dừng lại ở một cái mức độ nào đấy này và kết thúc chúng. Thì đọc đến đây chúng ta đã có thể tìm ra được cái đáp án của cái câu hỏi đầu tiên, đó là cái việc mà tạo ra một cái animation theo tác giả thì nó là một cái thứ như thế nào. Thì nó rất là vất vả và rất là mệt, đúng không? Tuy nhiên thì là nó cũng rất là vui. Khi mà cái animation của mình nó thành hình thì nó cũng rất là vui, vì là cái suy nghĩ hình dung trong đầu của mình, và cái suy nghĩ mà mình tạo nên, và cái hình ảnh mà mình tạo nên cái animation đấy nó hoàn toàn gần như là gọi là khác xa nhau, khác biệt nhau, nên là sẽ liên tục tsumi kasaneru, là liên tục tích lũy rồi làm rất là nhiều các cái việc khác nhau để mà quyết định xem là mình sẽ dừng lại ở một cái mức độ nào đấy và mình sẽ kết thúc ở một cái điểm nào đấy. Thì đó chính là cái việc mà tạo ra một cái animation. Thì bây giờ mình sẽ nhìn vào cái đáp án ở đây, mình sẽ loại dần nhá. Câu số 1 là gì ạ? Jibun no image do đi ni naru koto o motomezu ni tanoshimi nagara katachi ni suru, là cái việc tạo ra một cái animation ấy nó là cái gì ạ? Nó là không, mà motome dự ní là không yêu cầu đòi hỏi cái việc là nó phải theo như những cái hình ảnh của bản thân, mà sẽ là tạo nên một cái hình ảnh, một cái hình dạng, vừa tạo nên một cái hình ảnh hình dạng, vừa thưởng thức tanoshimi với nó. Thì trong cái đoạn đầu tiên mà mình đọc ấy thì nó không có cái ý gì ở trong cái câu số 1 này. Nó có cái từ tanoshimi nagara. Nhưng mà tanoshimi là tanoshimi cái việc là cái animation của mình đấy nó thành hình ấy, còn không phải là ní sư rự nhá. Ở đây ní sư rự là gọi là biến, nó là một cái công việc mà vừa tạo hình vừa rất là tanoshimi với nó, thì không phải, mà là khi mà cái sản phẩm của mình nó thành hình ấy thì là mình cảm thấy vui, chứ không phải là mình vừa vui, mình vừa tạo thành hình những cái sản phẩm đó nhá, nên nó hơi ngược lại một chút. Nên là đáp án số 1 của mình ở đây là bị sai này. Câu số 2 là gì? Jibun no image ni chikazukete siusei o kasaneru uchi ni dekiagatte iku, là trong cái quá trình mà mình tích lũy, mình tiến hành nhiều những cái sửa chữa để mà tiếp cận gần tới cái hình ảnh của bản thân, thì là cái việc mà tạo anime, cái việc mà thì cái animation của mình nó sẽ được hoàn thành. Thì cái câu số 2 này của mình nó cũng chưa chính xác. Vì sao? Vì là sai ở cái ý đầu tiên này này, là trong cái quá trình mà mình liên tục làm nhiều các cái việc chỉnh sửa để cho tiếp cận gần tới cái image của bản thân ấy, thì là bị sai. Ở đây người ta chỉ nói rằng là cái hình ảnh mà hoàn thành tác phẩm và cái hình ảnh mà mình nghĩ ra trong đầu ấy nó hoàn toàn khác biệt, rồi khác xa với nhau, nên là họ sẽ tsumi kasaneru, là làm rất là nhiều các cái thao tác khác nhau để mà cuối cùng là chọn là mình sẽ kết thúc ở một cái điểm nào đấy ấy. Nên là
cái ý mà liên tục tiến hành sửa để mà tiếp cận gần tới cái image của bản thân này thì là không hề có nói tới này. Câu số 3 của mình là gì ạ? Omoi egai ta koto to genjitsu no katachi o chousei shi tsuzuke aru tokoro de dakyo suru, là cái việc tạo ra các animation là cái việc gì ạ? Việc liên tục tsuzukeru, liên tục điều chỉnh cái hình ảnh hiện thực và cái hình ảnh mà mình đã nghĩ ra, đã vẽ ra, tưởng tượng ra và thỏa hiệp ở một cái gì? Và thỏa hiệp ở một cái aru tokoro nào đấy, một cái điểm nào đấy, thì đáp án của mình nó chính là cái câu số 3 này. Nó hoàn toàn trùng khớp với cái ý như sau này. Cái dekiagatte kita image thì nó sẽ bằng với lại genjitsu no katachi, là cái hình ảnh hiện thực, là cái hình ảnh mà mình đã tạo ra, đã dekiagat tạo ra. Còn cái omoi egai tạo koto thì nó sẽ bằng với lại jibun no atama no naka no image. Tiếp đến là cái dakyo suru ở đây thì nó sẽ bằng với cái ý là ní suru ở đây. Trong cái câu này mình có một cái hint tội để giúp cho các bạn chọn được cái câu số 3 này. Đó là ní suru là mình quyết định làm gì, mình chọn làm gì, hay còn gọi là cái ý kiến chủ quan của bản thân, đúng không? Nên là ở đây cái từ dakyo đây là thỏa hiệp. Thỏa hiệp có nghĩa là mình sẽ ok, mình sẽ nghĩ là ok, aru tokoro de là ở cái mức độ như thế này là ok rồi, là sẽ thỏa hiệp như vậy là ok rồi để mà làm cái animation đấy, thì nó chính là cái ý là dokoka de akirame o tsukete, là mình sẽ quyết định là mình sẽ dừng lại ở một cái điểm nào đấy và kết thúc cái animation đấy, cái việc mà để mà kết thúc cái việc tạo ra cái animation đấy, hay chính là thỏa hiệp ở một cái mức độ nào đấy, mình cho rằng là ok đấy, thì là doko ka de akirame o tsukete owari ni shimasu, thì nó bằng với cái ý là aru tokoro de dakyo suru. Còn cái câu số 4 là gì? Jūbun natoku dekiru made kansei ni mukete sagyo tsumi kasaneru, là cái việc tạo ra các cái animation là cái việc mà liên tục tích lũy các cái công việc để hướng tới cái sự hoàn thiện đến mức mà mình có thể nạt tốc cự được. Thì đến mức mà mình có thể nạt tốc cự được một cách hoàn toàn ấy, thì là bị sai cái ý này. Vì là mình đang nói là doko ka de akirame o tsukeru mà. Có là quyết định là dừng lại ở một cái mức độ nào đấy thôi và quyết định là kết thúc nó thôi, chứ không phải là jūbun natoku dekiru made kansei. Nên đáp án của mình là sai rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp câu số 53 là kono mamono to wa nanika. Nói thật với các bạn là lúc đi thi mình nhìn cái từ mamono này này, mình không có biết nghĩa nó là gì, mình chỉ đoán thôi. Mình nhìn cái chữ Hán thì mình nghĩ nó là cái ma lực hoặc là một cái gì đấy gọi là hấp dẫn ấy. Nhưng mà đi về tra ở trên Google thì mình thấy rằng là nó là cái từ gọi là ma quỷ ấy. Gọi là một con ma, một con quỷ ấy. Tuy nhiên không sao, chúng ta sẽ nhìn cái hint tội là kono mamono ở đây nó là cái gì. Thì trong cái phần đọc thì trong cái bài của mình ấy, Konomamono nó xuất hiện ở trong cái đoạn số 2 và nó có gạch chân cho mình ở đây. Với cái hint tội là Konomamono này thì mình sẽ biết được rằng là đáp án sẽ nằm ở cái đoạn đằng trước, vì là cái đại từ chỉ thị này nó sẽ giải thích cho cái Mamono này ở đoạn đằng trước này thôi. Bây giờ mình sẽ dịch tiếp này. Tada sono toki ni wa owatta to omotte mo skoshi jikan o oite miru to mou skoshi kou sureba yokatta. ああ、すればよかったと後悔ばっかりが浮かんできて、自分のアニメーションの上映会に立ち会うときは、いたたまれない思いがします。ただ、đây là tuy nhiên là đúng không? Có là cái đoạn đằng trước người ta đang nói rằng là mình sẽ thỏa hiệp hoặc là mình sẽ kết thúc, chọn kết thúc ở một cái mức độ nào đấy này. Tuy nhiên thì đúng không? Tuy nhiên này thì nó đi với cái từ tề mố ở đằng sau này. Gọi là tuy nhiên cho dù là mình nghĩ rằng là ở cái thời điểm đó thì là đã kết thúc hoặc là kết thúc ở cái thời điểm đó. Tuy nhiên khi mà một thời gian sau, skoshi jikan o oku ở đây là sau một thời gian thì mo skoshi kousureba yokatta, asureba yokatta to koukai bakari ga ukan dekite. Verb T ở đây là mình sẽ dịch luôn này. Mình đọc đến đây phát là mình sẽ nảy số luôn. Là mình sẽ nói rằng là khi mà
sau một thời gian sau hoặc là chỉ một chút thời gian sau thì là ukan de kite là sẽ nổi lên hoặc là sẽ khởi lên một cái tâm trạng là bakari, là chỉ toàn những cái sự hối hận, kiểu như là ôi làm nếu như mà mình làm thêm chút nữa thì có phải tốt hơn không, rồi nếu như mà mình làm như thế nọ như thế kia thì có phải hay hơn không. Và jibun no animation no zoe cái nị tachiao to kiwa, khi mà mình đối diện với lại cái buổi công chiếu cái animation của bản thân thì là mình sẽ omoi ga shimasu, là mình sẽ có cái cảm giác rất là itatamarenai này. Thì khi mà đi thi mình không biết cái từ itatamarenai này là cái gì, và cái lúc đấy mình cũng có suy nghĩ và mình thấy rằng là cái câu này ấy, nó có một cái ý ở đằng trước ở đây là khi mà mình đối diện với lại cái buổi công chiếu của cái animation của bản thân thì là mình chỉ có nổi lên một cái tâm trạng rất là hối tiếc là nên làm thế nọ thì tốt rồi, đáng nhẽ là mình phải nên làm thế kia thì có phải hay không. Thì cái từ itatamarenai ở đây mình hiểu luôn nó là cái sự hối hận, sự hối tiếc, sự gọi là đau đáu ở trong lòng ấy, đúng không? Thì cái động từ này của mình nó chính là cái ý đấy. Thì đi thi mình không biết cái từ này thì mình cũng đừng có hoang mang quá thôi. Thì cái lúc đấy chính bản thân mình cũng không biết và mình cũng có tự mình liên kết thì mình thấy rằng là nó chính là cái cảm giác hối hận, hối tiếc vì là mình đã không làm hơn, mình đã không làm thế nọ thế kia theo cái suy nghĩ của bản thân. Tiếp đến này, animation ni kagirazu, creator wa ô cà rệ sư na cà rệ ta đã ta nô si bà cà rì đều à nạc con nạ ô môi ô si na gà ra chứ ghi cô số à dư bưng nộ bè sổ ô cà ta chi ni si ô tô hi bì mà rử đệ hi bì mà rử đệ si ô gyo nô yô ni mô nô dư cử rì ni ô à rì tê cử nô đều à nai đi sổ cạ nô đều à nai đi sổ cạ. Ở đây là suy nghĩ của tác giả rồi. Bây giờ mình nhìn cái câu này rất là dài, mình nhìn theo các cái dấu phẩy thôi nha. Thì là ní ca ghi đa dự là mình nhìn thấy ngay cấu trúc ngữ pháp rồi, là không chỉ có animation mà creator, những cái nhà sáng tạo nội dung ấy thì không ít thì nhiều, thì ta đà không chỉ là, đúng không, không chỉ là toàn những cái niềm vui mà Kon na omoi o shinagara, mà họ vừa có những cái suy nghĩ kiểu như vậy. Thì cái kon na ở đây nó là đại từ chỉ thị thì chắc chắn nó thay thế cho cái câu ở đằng trước rồi. Thì cái câu đằng trước của mình ở đây là omoi ga suru là có cái cảm giác rất là itatamare này, là kiểu cảm giác rất là đau lòng ấy, hoặc là hối tiếc, hối hận, đúng không? Thì là mình, những cái người sáng tạo nội dung ấy thì là họ đều sẽ có cái cảm giác kiểu như vậy, và phải chăng là họ đang ORT cự là bị theo đuổi, động từ ở dạng bị động nên cái ní ở đây này nó chính là cái đối tượng bị động, nên là họ sẽ vừa có cái cảm giác gọi là hối tiếc, hối hận như vậy này, vừa theo đuổi, đúng không, vừa bị theo đuổi, nhưng mà mình sẽ dịch nó thành chủ động tại vì chủ ngữ của mình ở đây nó là creator, là những cái người sáng tạo nội dung đấy họ sẽ luôn luôn theo đuổi cái việc mà tạo ra những cái sản phẩm, giống như kiểu là những cái việc mà tu nghiệp của mình hàng ngày, cái việc mà tu luyện của mình hàng ngày vậy, gọi là họ đi theo đuổi cái việc sáng tạo nội dung, cái việc mà tạo ra các cái sản phẩm giống như là cái công việc tu luyện của mình hàng ngày, để mà cố gắng làm sao, siêu tố sư ở đây là động từ dạng ý chí nên là để cố gắng làm sao để mà biến, đúng không, biến những cái thứ tốt đẹp nhất của bản thân thành cái hình dạng cụ thể trong những cái lần tiếp theo, là tsugi kosowa itsuka wa kono mamono kara nogarete kokoro yasurakana hi ga otozureru no o yuso shinagara, là họ sẽ tiếp tục ở đây chủ ngữ của mình nó vẫn là creator câu trước nhá. Người ta vẫn nói rằng là những cái nhà sáng tạo nội dung đấy luôn luôn theo đuổi những cái việc như vậy này, và họ sẽ luôn luôn làm sao, shinagara ở đây thì nó sẽ bằng với lại cái ý shinagara đằng trước này này, gọi là họ vừa hối tiếc vừa hối hận, vừa nghĩ rằng là mình sẽ phải tạo ra một cái sản phẩm tốt hơn vào trong những lần tới để luôn luôn theo đuổi cái việc mà tạo ra những cái sản phẩm giống như là những cái việc mà tu luyện tu nghiệp của mình hàng ngày, và sẽ luôn luôn làm sao mộng tưởng, đúng không, mộng tưởng rằng là một ngày nào đó itsukawa, một ngày nào đó thì là sẽ thoát khỏi được cái ma lực này, hay còn gọi là cái con quỷ này, và một ngày nào đó thì cái tâm trạng gọi là bình yên, cái ngày mà mình yên vui rồi an lành rồi mình sẽ không còn cảm thấy hối tiếc nữa đấy, nó sẽ tới.
Thì khi mà mình dịch thì lúc đầu lúc đi thi thì mình như mình nói thì mình sẽ dịch ở đây nó là cái ma lực, nhưng mà cũng cũng vẫn đúng luôn các bạn. Nó cũng có cái ý nghĩa là con quỷ đúng không, nhưng mà mình cũng sẽ hiểu là cái đấy nó rất là hấp dẫn và không thể nào mà thoát ra khỏi cái suy nghĩ này được. Thì cái từ konomamono ở đây nó chính là đáp án, nó nằm ở cái phần gạch đỏ ở phía đằng trước đây, là phải chăng là những cái người sáng tạo nội dung luôn luôn đi theo đuổi những cái thứ như vậy, cố gắng tạo thành hình tốt nhất những cái suy nghĩ của bản thân trong những cái lần tiếp theo, vừa đau đáu vừa hối hận rằng là mình nên làm thế nọ, mình nên làm thế kia, nhưng tiếp đấy thì mình vẫn luôn là CEO cố gắng tạo ra được những cái sản phẩm tốt nhất vào những cái lần tiếp tới. Nên là đáp án của mình nó là cái gì ạ? Câu số 1 là Gaman dekinai kurai taihen de sakuhin tsukuri o yamete shimaitaku naru monozukuri, là cái mamono này là cái việc tạo ra các cái sản phẩm mà đến mức mà mình rất là muốn gọi là gì, bỏ từ bỏ cái việc tạo ra các cái sản phẩm, bởi vì rằng là cái việc đó rất là vất vả này, đến mức mà mình không thể nào chịu đựng được, thì cái câu này sai hoàn toàn rồi nhá. Câu số 2 là gì ạ? Kokai ni nayamasare nagara natoku dekiru sakuhin o mezashi tsuzukeru monozukuri. Thì đáp án của mình nó chính là cái câu này, thì mình sẽ phân tích tại sao nó lại là đáp án. Trước tiên là cái kono ở đây là đại từ chỉ thị, thì chắc chắn là nó sẽ nằm ở câu đằng trước và nằm ở cái ý đỏ đỏ đây rồi đúng không? Và cái ý đỏ đỏ ở đây mình sẽ phân tích lại một chút này, là những cái nhà creator đấy vừa có những cái suy nghĩ rất là hối hận, hối tiếc, vừa cố gắng theo đuổi một cái việc tạo ra một cái sản phẩm mà biến những cái thứ tốt đẹp nhất của bản thân trở thành một cái hình dạng cụ thể. Nên là nó sẽ bằng với cái ý là Kokai ni nayama sarenagara, thì nó bằng với cái ý là kona omoi sinagara, gọi là mình sẽ vừa rất là đau đáu, hồi nối tiếc, rồi suy nghĩ đắn đo trăn trở, hối tiếc với những cái thứ mà mình đã làm, vừa liên tục tiếp tục mê ra sự là hướng tới tạo ra một cái sản phẩm, một cái tác phẩm mà mình có thể nạt tốc cự được. Thì nó chính là cái mê ra sự ở đấy, nó chính là cái ORT cự này, theo đuổi một cái việc tạo ra một cái sản phẩm mà Jibun no best to katachi ni siu, katachi ni suru, thì nó sẽ bằng với lại nạt tốc cự để ký được sakuhin. Ô mê ra sự là hướng tới một cái tác phẩm mà mình có thể nạt tốc cự được, biến những cái Jibun no best to katachi ni suru. Còn cái câu số 3 là gì? Jibun no besto no katachi ga wakaranaku natte shimau yona monozukuri, là cái việc tạo ra sản phẩm giống như kiểu là mình sẽ không thể nào biết được là cái hình dạng tốt đẹp nhất của bản thân. Thì cái này sai rồi. Nó phải là Jibun no besto katachi ni shio to chứ. Nên là cái đoạn mà wakarana này là bị sai nhá. Tiếp câu 4 là gì ạ? Sakuhin no tsukuri oeta tabi ni kiroku o ubaware yo na monozukuri, là mỗi một lần làm xong một cái tác phẩm thì là sẽ kiểu bị mất hết cái sức lực, thì cái kiroku ubaware ở đây thì không có nói tới rồi nha các bạn. Nên đáp án của mình nó không phải là câu số 4 rồi, chỉ còn câu số 2 thôi. Câu này có vẻ là còn dễ nhất trong trong ba câu đúng không ạ? Câu số 54 này. Zosaku suru koto nitsuite hissa no kangae ni ao no wa dore ka, là liên quan tới cái việc sáng tạo thì là cái suy nghĩ của tác giả, cái câu nào phù hợp với cái suy nghĩ của tác giả. Thì bây giờ mình sẽ đọc tiếp này. Genjitsu sekai ni wa tsurai koto ya omoi dori ni naranai koto mo takusan arimasu ga souzo katsuro no naka seishin no sekai de jiyu ni hane o nobaseru toki soko ni wa hoka no iroro na tanoshii gouraku dewa azuwae nai fukai yorokobi ga ari sore ga kono mamono kara nogare rare nai riyu no hitotsu desu. Câu này khá là dài nhưng mà mình sẽ nhìn tiếp tục, mình sẽ nhìn theo các cái dấu phẩy này. Khi mà đi thi thì lúc nào mình cũng thế, mình cũng hay nhìn theo các cái dấu phẩy, sau đó mình nhìn theo cấu trúc ngữ pháp và mình nhìn theo cụm thì để mà dịch câu thôi. Thì dù câu nó có dài đến mấy thì mình cũng chia nhỏ nó ra được và không cảm thấy hoang mang khi mà đọc chúng, và cũng không bị cái áp lực là mình phải hiểu cái câu đấy như thế nào. Thì mình sẽ dịch ở đây là Niwa thì bao giờ cũng đi với lại Arimas ở phía đằng sau này này, là trong cái thế giới hiện thực thì có Takasan Arimas, có rất là nhiều những cái thứ mà không theo như những cái gì mà mình nghĩ, hoặc là rất là nhiều những cái thứ mà rất là đau khổ hoặc rất là vất vả.
Sozo Katsuro Nonaka là trong các cái hoạt động về sáng tạo ấy, thì Toki đúng không, khi mà Nobaseru là sải cánh đúng không, Haneo Nobaseru là sải cánh tự do đấy, Jiuni là khi mà được sải cánh tự do trong cái thế giới về mặt tinh thần, trong các cái hoạt động liên quan tới sáng tạo ấy, thì nó sẽ Ari. Ari là sẽ có một cái niềm vui rất là sâu sắc, mà cái niềm vui đấy như thế nào, cái niềm vui sâu sắc đấy như thế nào, thì cái niềm vui đấy nó làm sao nó Ajiwai này, là không thể nào mà được gọi là gì, được nếm trải này, hoặc là mà những cái niềm vui sâu sắc đấy mà chúng ta không thể nào nếm trải được đều hóa ở trong cái phạm vi đúng không, trong cái phạm vi là các cái niềm vui khác nhau khác. Đấy. Còn cái Sokoni hóa ở đây thì nó sẽ đi với lại Arimat ở đằng sau ở đây. Gọi là ở đó thì nó sẽ có những cái niềm vui một cách rất là sâu sắc mà mình không thể nào tận hưởng được, trải nghiệm được ở trong các cái hình thức mà trải ở trong những cái hình thức gọi là thú vui khác, những cái điều tiêu khiển khác. Thì cái Sokoni hóa ở đây không phải lúc nào nó cũng là địa điểm, mà nó có thể là để chỉ cái khoảng thời gian, là nó đi với cái câu ở đằng cái ý ở đằng trước cái dấu phẩy này này, là tại cái thời điểm mà mình được sải cánh tự do trong cái thế giới về mặt tinh thần và trong các cái hoạt động sáng tạo, thì tại cái lúc đó, tại cái thời điểm đó, tại cái lúc đó thì là sẽ có một cái niềm vui vô cùng sâu sắc mà mình sẽ không thể nào mà cảm nhận được ở những cái hình thức thú vui khác. Và cái Soregá, cái điều đó đúng không? Cái điều đó thì nó chính là một trong những cái lý do. Ở đây mình có một cái hình tộ là khi nhìn thấy cái Soregá hoặc là Sorewa thì chắc chắn kết thúc nó sẽ là một danh từ, giống như kiểu là Sorewa Kaban desu, Sorewa Hon desu, có là đó là cái cuốn sách hoặc là đó là cái cặp, thì kết thúc câu bao giờ của cái Sore này nó cũng là vật, và kết thúc của mình ở đây nó là Hitotsu desu. Có nghĩa là đấy chính là một trong những cái lý do mà chúng ta không thể nào mà chạy trốn khỏi được hoặc là thoát khỏi được cái con quỷ này. Thì cái con quỷ này là cái con quỷ gì? Thì nó chính là cái con quỷ mà mình vừa mới dịch ở phía đằng trước đấy. Nó chính là cái con quỷ mà mình vừa cảm thấy đau đáu, mình vừa cảm thấy rất là hối hận, hối tiếc, rồi luôn luôn trăn trở và suy nghĩ, nhưng mà mình cũng sẽ vẫn luôn đi theo đuổi một cái việc tạo nên một cái sản phẩm mà biến những cái thứ tốt đẹp nhất của bản thân trở thành một cái hình dạng cụ thể, giống như kiểu là tu nghiệp hoặc là tu luyện, với cái quá trình tu luyện của mình hàng ngày vậy, thì là một trong những cái lý do mà khiến cho mình không thể nào thoát khỏi được cái con ma đấy, con quỷ đấy, cái sự hấp dẫn ma hoặc đấy, mê hoặc đấy, nó chính là cái niềm vui rất là sâu sắc mà mình không thể nào mà cảm nhận được ở những cái thú vui khác khi mà mình được sải cánh tự do trong cái hoạt động sáng tạo. Thì tiếp đến này, そして言葉にはできない価値観をうまく作品として整えられたとき、それは人の反応や評価を超えた絶対的な充実感を与えてくれるものと信じています。Thì trong cái câu này mình thấy cái hint tội là cái từ so state là và này, là để kết nối câu này, bổ sung ý nghĩa cho cái đoạn ở đằng trước này, cộng với lại cái kết thúc câu là tố shinjite imasu, nên là mình sẽ hiểu là tôi và tôi tin rằng là khi mà totonoeru ở đây là điều chỉnh này, sắp xếp này, động từ của mình là dạng bị động. Bây giờ mình thấy động từ mình sẽ nhìn thấy cái từ ố ở đây, vậy mình sẽ hiểu là khi mà sắp xếp và điều chỉnh cái cách càng cái giá trị quan mà không thể nào mà diễn tả được bằng lời ấy, thành một cái tác phẩm một cách rất là ứ mắc cự, một cách rất là gọi là suôn sẻ hoặc là một cách rất là tốt đẹp ấy, thì là cái điều đó khi đó đúng không? Xô đê hóa ở đây là khi đó đấy, khi mà có thể điều chỉnh sắp xếp cái giá trị quan của mình thành một cái tác phẩm một cách rất là suôn sẻ, thì cái điều đó nó chính là cái mono đúng không? Nó chính là cái thứ mà nó sẽ đem lại cái cảm giác rất là viên mãn tuyệt độ, viên mãn tột độ, mà vượt qua khỏi cái đánh giá và cái sự phản ứng của người khác. Thì cái sô đề ở đây thì mình lại nhìn là kết thúc câu nó phải là cái mono này này, có nghĩa là cái điều đó nó là cái thứ, cái thời điểm mà mình có thể sắp xếp được cái giá trị quan của mình thành những cái tác phẩm ấy, thì tại cái điểm đó nó là cái thời điểm mà hay nó chính là cái thứ mà đem lại cái cảm giác viên mãn trọn vẹn nhất, vượt qua khỏi cái sự đánh giá và cái sự phản ứng của mọi người xung quanh, thì tôi tin rằng là như vậy.
thì mình thấy cái keyword của mình ở đây nó là xin GT đự, là cái suy nghĩ của tác giả tôi tin rằng là như thế, và nó có một cái hint tổ ở đây, nó là so state, là để bổ sung ý nghĩa cho cái đoạn ở đằng trước đang nói về cái suy nghĩ của tác giả, cái lý do mà tại sao mà lại những cái người sáng tạo nội dung lại không thể nào mà thoát khỏi được cái con ma con quỷ của cái việc là luôn luôn tìm tòi để mà tạo ra những cái sản phẩm tốt đẹp nhất của bản thân, đúng không? Thì một trong những cái lý do là mình có cái niềm vui sâu sắc ra, thì nó còn là cái lý do nữa là nó còn đem lại cái dịu dít cả cái sự thỏa mãn, cái sự trọn vẹn, mà cái sự thỏa mãn đến mức gọi là tột độ, vượt qua cái sự đánh giá và cái sự phản ứng từ phía những cái người khác. Nên đáp án của mình ở đây, cái suy nghĩ phù hợp với tác giả nhất là gì ạ? Câu số 1 này, Sibung no omoi dori ni narana kutemo hito ni hiyo ka sareta toki ni jiujitsu kan ga erareru, là mình có được những cái cảm giác viên mãn khi mà được đánh giá từ người khác. Thì cái hito ni hiyo ka sareta toki này là bị sai rồi nha các bạn. Ở đây là vượt qua cái sự đánh giá của người khác cơ. Nên là không phải là mình nhận được cái jiujitsu kan từ cái sự đánh giá của từ người khác. Câu 2 này, Jibun no sekai ka ngo omou zonbun hiroge sakuhin no naka de hyogen dekita toki ni manzoku dekiru. Thì khi mà đi thi mình không biết cái từ omou zonbun này nha các bạn, mặc dù là trong cái cuốn Tette Nihongo là mình đã nhớ, là mình đã từng học cái từ này rồi, nhưng mà lúc đi thi mình không thể nhớ ra được là cái omou zonbun này nó là cái gì. Nhưng mà mình cũng vẫn chọn câu 2 sau khi mà mình đã loại câu 3 và câu 4. Thì quay trở lại cái câu này mình sẽ dịch như thế nào đã này, là theo tác giả thì là có thể thỏa mãn được khi mà có thể thể hiện được trong những cái tác phẩm của mình, và có thể mở rộng được cái giá trị quan, cái thế giới quan của bản thân hết mức có thể. Thì omou zonbun ở đây nó bằng với cái ý là hết mức có thể, đến cái mức độ gọi là hài lòng của mình ấy, thì nó sẽ là man do cự gã ích cự ma đế, là nó bằng với cái ý là omou zonbun này, là ví dụ như là mình muốn chơi hết mình này, chơi cho chán thì thôi này, đến mức gọi là hết mức có thể, đến mức mà mình man do cự thì thôi, đúng không? Thì cái từ hiroge ở đây nó sẽ là mở rộng cái giá trị quan của bản thân đến hết mức có thể, hoặc là đến cái mức độ là hài lòng thì thôi đấy. Thì là cái suy nghĩ của tác giả trong cái vấn đề sáng tạo là gì? Có nghĩa là sáng tạo là cái việc là mình thỏa mãn đến khi mà mình có thể thể hiện được trong cái tác phẩm của mình, và mở rộng được cái giá trị quan của mình, cái thế giới quan của mình đến mức có thể, đến hết mức mà mình có thể. Thì nó trùng hợp với cái ý ở cái phần gạch, thì nó trùng hợp với cái ý câu cuối cùng của mình ở đây. Đó là khi mà mình thể hiện được những cái giá trị quan của mình trong tác phẩm, đúng không? Hay còn gọi là thể hiện được, sắp xếp điều chỉnh được cái giá trị quan của mình một cách rất là suôn sẻ, một cách rất là ư ma cự trong những cái tác phẩm của mình, thì nó đúng với cái ý là sakuhin no naka de hyogen dekita. Còn cái ý mở rộng được cái thế giới quan của bản thân đến hết mức có thể thì nó chính là bằng với cái ý là mình sẽ có một cái niềm, nó chính là cái ý ở cái đoạn ở đằng trước này này, là trong cái thế giới tinh thần ấy, thì khi mà mình được sải cánh tự do thì là mình sẽ cảm thấy một cái niềm vui rất là sâu sắc, và mình luôn luôn làm sao mình sẽ cảm thấy một cái niềm vui vô cùng sâu sắc mà không thể nào tận hưởng được ở những cái loại hình nghệ thuật khác, hoặc là những cái loại hình gọi là thú vui khác. Thì nó chính là cái cảm giác gọi là thỏa mãn ấy, cái cảm giác thỏa mãn này, cảm thấy một cái fukai yorokobi đấy, là cảm thấy vô cùng là hạnh phúc và ý nghĩa đấy, khi mà được mở rộng cái thế giới quan của mình, khi mà được sải cánh tự do đấy, được thể hiện những cái điều đó ở trong cái tác phẩm của mình. Nên đáp án của mình nó là cái số 2. Bây giờ mình sẽ loại hai cái câu còn lại để mà có thể chọn lại được cái câu số 2 này. Thì lúc đi thi ý, mình thực ra là mình thấy cái keyword là sakuhin no naka de hyogen de kita toki này, là mình đã nhìn vào cái mà có thể thể hiện rồi sắp xếp các cái giá trị quan đấy của mình ở trong tác phẩm ấy, là mình đã chọn luôn cái đáp án số 2 này rồi. Nhưng mà mình không thực sự là cảm thấy clear lắm, nên là mình đã loại câu 3 và câu 4 bằng cách nào để mà chọn lại cái câu số 2 nhé. Thì mình sẽ chọn như sau này, mình sẽ loại như sau này.
manzoku de kiru sakuhin ni narisou ni nakutemo kansei sase de to jiujitsukan ga erareru, là có thể cái việc sáng tạo ấy thì là có thể đạt được cái jiujitsukan, cái sự thỏa mãn khi mà hoàn thành, cho dù là cái tác phẩm đấy nó có vẻ như là không phải là một cái tác phẩm mà mình có thể thỏa mãn được. Thì cái đoạn mà jiujitsukan ga erareru thì có, nhưng mà nhận được cái jiujitsukan đấy khi nào, thì là khi mà mình có thể điều chỉnh sắp xếp được cái giá trị quan của mình thành cái tác phẩm một cách rất là suôn sẻ. Nên là cái ý đấy nó không phải là cái ý manzoku dekiru sakuhin ni narisou ni nakutemo ở đây. Nên là mình có loại cái đáp án này luôn, khi mà thấy cái jiujitsukan này là hinto nhưng mà nó lại không trùng khớp với cái câu cuối đấy của bài, nên là mình loại. Câu số 4 là gì? Ichika manzoku suru sakuhin ga chikureru to shinjite reba hyouka sareru sakuhin ga chikureru, thì cái câu này mình cũng loại luôn, vì là không có cái ý là nếu như mà bạn tin rằng là đến một lúc nào đó bạn có thể tạo ra được những cái tác phẩm mà mình có thể manzoku, có thể thỏa mãn được, thì nếu như mà bạn tin được như vậy thì là bạn có thể tạo ra được những cái tác phẩm mà được đánh giá, đúng không? Thì là không có cái câu số 4 này. Cái số 4 này là bị, cái ý số 4 ở cái đoạn đầu này bị sai, nên là mình cũng loại ngay và mình chọn luôn cái đáp án số 2. Thì đó là cái nội dung của cái bài đọc ngày hôm nay. Mình mong rằng là những cái suy nghĩ và cái chia sẻ của mình nó sẽ giúp ích cho các bạn để mà phân tích bài một cách rõ ràng hơn khi mà làm cái bài đọc hiểu của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.